môn sinh hóa có hệ số bằng chữ ha. Chữ ở đây là chữ X và chữ Y đúng không ạ? Thì đầu tiên là ta sẽ xác định số oxy hóa của những nguyên tố có sự thay đổi số oxy hóa ha. Dễ nhất là nitơ trong H2O3 này thì có số oxy hóa là cộng 5. Còn trong khí NO2 là nitơ là cộng 4 ha. Thì các nguyên tắc xác định số oxy hóa thì có ở video khác nha các bạn. Bạn xem là cái video là nguyên tắc xác định số oxy hóa nha. Trong FeNO3 3 lần thì sắt có số hóa là cộng 3 này. Rồi. Còn sắt trong F2O thì có số hóa như sau. Oxy là trừ 2 nhé. Oxy là trừ 2 nhưng là trừ 2 nhân Y. Sau các bạn chia cho X. Sau đổi dấu một lần. Trừ 2 nhân Y. Chi X là trừ 2 Y chi X. Với số oxy hóa của sắt là trừ 2 Y chi X. Sau các bạn đổi dấu một lần nhé. Hình dấu dương này. Đó. Thì các bạn sẽ nhìn lại xem 2 Y chi X nhân X là 2 Y. Còn trừ 2 nhân Y là trừ 2 Y. Vậy tổng số oxy hóa trong F2O bằng 0. Đúng chưa? Rồi, bước thứ nhất là ta xác định số oxy hóa của các nguyên tố có sự thay đổi ha. Sau đó chúng ta sẽ viết về qua chất khử chất oxy hóa ha. Thì đây chúng ta sẽ viết nguyên lại cái chất là FeSOe này. Viết lại nguyên cả FeSOe đi ha. Thì số oxy hóa của sắt chỗ này là cộng 2y chia x. Rồi. Thì sau khi phản ứng xong đó thì sắt nguyên tố sắt ha phải biến thành sắt cộng 3. Rồi, chúng ta khoan hãy cân bằng. Chúng ta sẽ để ý ở đây là chúng ta sẽ cân bằng nguyên tố trước. Bạn có ít sắt này, bên đây có ít nguyên tố sắt đúng không? Thì bên đây chúng ta phải nhân cho ít cái đã. Rồi, vậy đây thì là nó sẽ là chất gì? Các bạn phải hiểu rằng là sắt cộng 3 là cao nhất của sắt rồi. Sắt cộng 3 là cao nhất của sắt. Như vậy là từ cái quá trình này là từ 2y chia x qua cộng 3 là tăng lên. Như vậy F ấy đôi đóng vai trò là chất khử ha. Đóng vai trò là chất khử. Rồi, như vậy nguyên tắc là lấy số lớn trừ số nhỏ nhé các bạn. Bạn lấy là 3x, 3 nhân x này trừ cho 2y chi x nhân x. Như vậy bên này sẽ là lấy là 3 nhân x này là số lớn ha, trừ số nhỏ là 2y chi x này nhân x là 2y. Như vậy cái số electron mà nó cho đi sẽ là 3x trừ 2y electron nha. Như vậy cái quá trình này là quá trình oxy hóa, quá trình oxy hóa hay là sự oxy hóa. Rồi, chất khử là thực hiện quá trình oxy hóa các bạn. Ok. Tiếp theo sẽ là chất oxy hóa. Chất oxy hóa ở đây là nitơ cộng 5 này. Nitơ cộng 5. Thì sau khi phản ứng xong thì biến thành khí NO2. Có số oxy hóa là cộng 4. Đấy, và quan sát nitơ hai bên bằng nhau rồi nhé. Thế 5 trừ đi 4 là 1. 5 trừ 4 là 1, như vậy là nhận vào 1 electron. Như vậy nitơ cộng 5 đóng vai trò là chất oxy hóa này. Rồi. Chất oxy hóa ha. Và quá trình nó thực hiện là quá trình khử. Chất oxy hóa thì thực hiện quá trình khử hay là sự khử ha. Rồi. Ok, xong rồi thì chúng ta hai cái số quan trọng nhất của chúng ta đó là số E. Ở đây chúng ta có một electron. Ở đây là 3x trừ đi 2y electron. Đấy, thì bước thứ ba của chúng ta là chúng ta phải nhân hệ số sao cho số electron cho bằng số electron nhận. Thì bạn ở đây bạn có 1 này, mà sẽ nhân lại cho 1. À này, 7 trừ 2y, dưới đây các bạn sẽ nhân cho 7 trừ 2y nha. Rồi. Rồi, xong rồi. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái bước là nhân hệ số sao cho số E cho bằng số E nhận. Bây giờ tới bước là chúng ta sẽ đặt cái hệ số cân bằng đó vào phương trình ha. Chúng ta viết lại cái phương trình phản ứng. Chúng ta có phương trình là FeSOe này. Chúng ta viết cách H2O3 một chút. Cộng với H2O3. Chúng ta được Fe NO3 3 lần. Rồi, cộng với khí NO2, khí NO2 nó cách ra một chút. Và cộng với nước, nước cũng cách ra. Nước cũng cách ra một chút các bạn. Rồi. Rồi bây giờ đặt hệ số vào này. Đúng là có đây sắt là chúng ta sẽ nhân vào nhé. Chúng ta có một lần FeSOe nha, đây có số 1 này, đây là 1. Các bạn không ghi 1 cũng được ha. Một lần FeSOe. Rồi. Rồi chúng ta có x sắt cộng 3. Đây các bạn nhân 1 vào đây này. X sắt cộng 3 ha. Nhưng mà đây sẽ có x sắt cộng 3. X sắt cộng 3 ở đây. Rồi. Các bạn có 3x trừ đi 2y NO2. Các bạn không nhân 3x trừ 2y vào nitơ cộng 5 chỗ này nha. Chưa có nhân nitơ cộng 5 vào đây. Tại vì là cái nitơ cộng 5 ở trên cái phần chúng ta biểu diễn ở trên này này.
chỉ là một cái phần bị biến đổi thành NO2 thôi. Còn cái phần nitơ cộng 5 giữ nguyên trong muối thì chúng ta chưa chưa cái biểu diễn ở đây. Chúng ta phải bỏ qua cái bước nitơ nhân nitơ cộng 5 ở đây các bạn nhé. Rồi lấy 3x trừ đi 2y NO2 này. 3x trừ 2y NO2. Như vậy là qua cái bước nhân này đầu tiên thì chúng ta sẽ có được cái những cái hệ số cân bằng là 1, x và 3x trừ 2y chúng ta phải giữ nguyên. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ kiểm tra kim loại nhá. Vậy là kiểm tra kim loại trước. Mình có x sắt này. Vậy là x sắt là bằng nhau rồi. Khi kim loại bằng nhau thì chúng ta sẽ kiểm tra nguyên tố nitơ. Nitơ ở đây đúng không ạ? Nó sẽ có là 3x 3 nhân n này, như vậy là 3x cộng với nitơ chỗ này là 3x trừ 2y, như vậy tổng nitơ chúng ta sẽ là 6x trừ 2y. Đấy. Rồi, bước tiếp theo là chúng ta sẽ kiểm tra nguyên tố hiro. Nó đếm hiro bên trái các bạn, 3x trừ 2y hiro này. Thì nước ở đây sẽ là bạn phải chia đôi nhé, lấy 3x trừ 2y chia 2 thì bạn sẽ có là 3x trừ đi y nước. À, nếu rồi như vậy chúng ta sẽ đã xong được ví dụ 1. Bây giờ chúng ta chuẩn bị vào ví dụ 2 các bạn nhé. Rồi, ví dụ 2. Thì bước 1 chúng ta cũng đi xác định số oxy hóa của những nguyên tố có sự thay đổi ha. Sắt đơn chất là 0 này. Còn sắt trong FeNO3 3 lần là cộng 3. Đấy. Quy tắc xác định số oxy hóa thì có 4 quy tắc nha, xem lại cái bài mà xác định quy tắc xác định số oxy hóa ha. Nitơ trong HNO3 là cộng 5. Còn nitơ trong NXOY là bao nhiêu thì bạn sẽ thấy này, oxy là trừ 2 ha, trong hợp chất trừ 2 nhân y. Bạn lấy trừ 2 nhân y, sau đó chia cho x, đổi dấu một lần. Vậy số oxy hóa của nitơ cho nên là trừ 2 cộng 2y. Cộng 2y chia x này, bạn nhân lại xem nhé. 2y chia x nhân x là 2y. Còn oxy là trừ 2 nhân y, như là cộng 2y với trừ 2y là bằng 0 là đúng rồi. Rồi sau đó chúng ta sẽ xác định chất khử chất oxy hóa. Thì đề sắt của chúng ta là 0 biến thành sắt 3 cộng, cộng 3. Như vậy là lấy, đây là chất khử rồi, 3 trừ đi 0 là 3, viết 3 electron. Như vậy đây là chất khử ha. Chất khử. Chất khử là chất cho e hay là chất khử là chất oxy hóa tăng các bạn. Thì nó sẽ thực hiện quá trình oxy hóa ha, chất khử thực hiện quá trình oxy hóa. Rồi, tiếp theo sẽ là nitơ cộng 5. Nitơ cộng 5 thì biến thành NXOY, các bạn cứ viết là nguyên NXOY đi. Số oxy hóa của nitơ là cộng 2y chia x này. Thì trước tiên là chúng ta phải có x ở đây phải không? X nitơ thì chúng ta phải cân bằng x nitơ ở đây đã. Và các bạn phải hiểu rằng là nitơ cộng 5 là cao nhất của nitơ. Vậy từ nitơ cộng 5 biến thành 2y chia x là quá trình giảm số oxy hóa nha bạn. Bạn phải lấy số lớn là cộng 5 trừ số nhỏ là 2y chia x. Bạn sẽ nhân này, 5 nhân x nha, 5 nhân x trừ cho 2y chia x nhân x là 2y. Như vậy là 5x trừ đi 2y electron là số electron mà nitơ cộng 5 nhận. Các bạn nhớ là số e nhé, thì bạn sẽ luôn viết về bên phía mà số oxy hóa lớn. Đây, số electron luôn viết về số oxy hóa lớn này, electron này viết về số oxy hóa lớn. Rồi, như vậy nitơ cộng 5 ở đây đóng vai trò là chất oxy hóa, tại vì nó nhận electron và số oxy hóa còn là giảm xuống. Chất oxy hóa thì thực hiện quá trình khử như vậy. Quá trình khử. Rồi. Rồi xong chúng ta là xong được cái bước là chúng ta sẽ định số e này, 3e quan trọng. 5x trừ 2y e quan trọng nhá. Chúng ta sẽ nhân hệ số. Sau cho số e cho bằng số e nhận thì bạn sẽ nhân cho 5x trừ cho 2y lên trên này ha. Và dưới này thì bạn sẽ nhân cho số 3. Rồi, chúng ta sẽ xong được bước quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cái hệ số cân bằng vào phương trình phản ứng. Chúng ta viết lại phương trình phản ứng. Giờ đặt hệ số vào phương trình các bạn nhé. Chúng ta có 5x trừ đi 2y sắt. Đó, bạn nhân vào 5x trừ 2y Fe. Thì chúng ta trên này sẽ là 5x này trừ đi 2y. Đó, 5x trừ 2y Fe. Rồi. Chúng ta có 5x trừ 2y sắt cộng 3. Vậy chỗ này sẽ là 5x trừ 2y sắt cộng 3 này. Rồi, tiếp theo. Chúng ta có 3x nitơ cộng 5, nhưng ta sẽ bỏ qua giai đoạn này các bạn. Nhớ là phải bỏ qua giai đoạn nitơ cộng 5 vì nitơ cộng 5 ở đây còn đóng vai trò là môi trường trong muối nữa. Đây là dạng có môi trường.
chúng ta nhân tiếp là 3 nx ui, chúng ta có 3 nx ui. Thì xong cái ba cái hệ số cân bằng này xong rồi, để chỗ ba chỗ này xong. Chúng ta kiểm tra kim loại sẽ bằng chưa nhá. Sắt đây là 5x trừ 2y sắt. Bên này là 5x trừ 2y sắt bằng rồi. Sau khi kim loại bằng đến cái sự kiểm tra nitơ. Bạn có nitơ đây này. Đấy, 3 lần đúng không? Nhân cho 5 là 15x trừ 2y. Xin lỗi. 3 nhân cho 5x trừ 2y là 15x trừ 6y. Cộng thêm chỗ này 3x nữa. Đúng chưa? Vậy tổng số x là 18x. 18x trừ 6y. Rồi, 18x trừ 6y. Và hệ số cân bằng của nước. Nếu bạn lấy hydro bên này, chúng ta có như đây hydro này thì nước này nó phải chia đôi, nên chúng ta sẽ còn là 9x trừ cho 3y. Đó, 9x trừ cho 3y. Rồi, chúng ta đã cân bằng xong cái ví dụ 2 trong cái dạng bài tập phản ứng oxy hóa khử có hệ số cân bằng bằng chữ nha các bạn.